Tại sao? Ôi! Ôi, chạy! Thì đừng nghèo! Coi như là cái kia hiệp phụ với mọi người. À vậy đi. Sốt. Hello Dũng nha. Sớm sớm thì tới mai đi làm sớm mọi người. Tại mai có việc đi làm sớm á. Chờ sớm. Rồi. Rồi, let's go. Cái gì 2 tiếng? Trời ơi, mọi người nói quá à. Của 1984. Cái gì mà sai vậy trời? Không biết nha. Cái không có, đâu. Tôi thấy một tờ, tôi thấy quảng cáo cho một cái tờ rơi về một cái việc mà trong ngôi nhà. À, vì tôi ít tiền nên tôi quyết định ứng tuyển. À đó là mình đi trong năm nhà mọi người. Thế giới hiện đại cũng đéo biết. Rồi. Neighborhood. Hello. Xin chào. Đi tìm nhà của Maskin. Xin lỗi. Tôi đang cố tìm ngôi nhà này ở trên trên đường. Anh giúp tôi được không? Sure. Em muốn tìm nhà nào? Tôi tìm Maskin Play. Anh ơi, thuê tôi để trong năm nhà cái nấy bán nhà. Đấy. Trong năm nhà cái gặp sát nhân mọi người. Có khi lắm đấy. Maskim, cho thú vị đấy, anh ta luôn hỏi tôi về chỗ ấy. À, tên tôi là Marco. Nhân tiện hân hạnh gặp anh Marco. Anh có thể nói tiếng nhà mấy ở đâu không? Đấy. Dĩ nhiên rồi. Chờ anh clip từ hồi nào rồi giờ mới hỏi clip sớm với anh. Trời ơi, người ta clip từ cái đời nào rồi người này mới hỏi. gì ta? Cái gì có hai ngôi nhà phía dưới của tôi ở đây, ngôi nhà cái bên là, ở giữa là Savo và cái tiếp là Maskin. À, Maskin ngoài cùng à cái là hai căn nữa đúng không? Rồi, cảm ơn, không vấn đề gì, nếu anh có cần gì thì cứ tới nhà tôi nhé. Ok. Rất thú vị đấy, anh làm nghề gì nhỉ? Ê, có đợi xíu tôi, đó là cái gì? Mét online nó đáng lẽ ra nên làm cuộc sống dễ dàng hơn, anh biết đấy. Như là sao tiết kiệm để gì, tiết kiệm để đèn hả, rồi gì đó nhiệt độ và hệ thống an ninh, tuyệt vời chứ. À thôi qua luôn đi. Gì đây là cái đất từ đây nè. Tính nổ tí mà bị lật tẩy hết trơn rồi. Tính sàm sàm tí bị lật hết trơn rồi. Trời ơi. Rồi đó, nhà của Max Kim Hao là nhà căn nào nhỉ? Căn này đúng không? Max Kim Hao cái căn này nè. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Thấy chưa, tôi uy tín mọi người chưa? Tôi hứa mọi người có cái sắp xếp mà. Không mở được à? Chở quần què vậy? Tôi sẽ quán sớm mọi người, tôi không có muốn chảy đâu, tại vì sớm nó còn nghỉ ngơi sớm. Tại vì biết đâu sáng nghỉ 5:30 đã dậy lo em bé rồi, là đầu óc mình cũng muốn ngủ quần đó mọi người. Nên cố gắng sắp xếp sớm thôi. Mấy cái gì mà ai tìm chìa khóa ở sân sâu à, thấy giống cái game mà phía tôi phát thông mọi người, cũng cái kiểu vậy nè. Tôi nghĩ họ để trong cái chậu hoa. Rồi đây, mới nói. Rồi. Cái gì đó? Ôi má, cái nhà mà nó thui vậy. Tôi thật sự rất sợ khi ai đó giao cho tôi trong cái căn nhà giống kiểu vậy mọi người. Mà hình như cũng sắp tới cái ngày mà cái Fear to Phantom ra mắt rồi. Thì phần mới mọi người, nó sẽ ra phần mới. Cái game gì mà con nhỏ mà đột nhập vô nhà đi. Ủa? Nhà gì mà tối thui vậy? Ê! Một cái đèn điện chân vậy?
Trời ơi, nói vụ săn sale quá, trời ơi, sáng sang một đầy luôn em. Vụ hóa tóc không ấy. Ừ. Anh ngồi anh canh, anh nhận giùm á. Trời ơi. Ui, trời má. Mỗi nhà bật đèn ghê vậy. Ôi, ôi đèn cảm ứng à. Ừ. Thế có săn được gì không? Anh chưa mua gì luôn em. Ừ. Nghèo rách mồng tơi nha. Để dành tiền và nâng cấp máy tính đồ. Rồi. Săn nhẫn hả? Hay ta. Tuyệt vời. Nói chung là sáng có dịp săn xe mọi người cứ mua được gì cứ mua nha. Cái gì đây? Láp láp. Cái bill à. 97 đô. Láp láp là sao? Vỗ tay à. À, đọc cái nó trên cái tủ lạnh à, cảm ơn vì đã nhận công việc này để chắc chắn rằng kiểm tra hộp thư rồi tưới tưới cây và vứt rác bấm chữ quy để bật đèn điện với cái phòng nào khi bạn xong hãy tự thưởng cho mình một cái bữa ăn ở nhà bếp à. Ủa cơ chế hay mọi người bật đèn kìa vậy nè đu ấy này ấy này được á ấy này được á mọi người má ơi cái vụ này vui nha hấp dẫn á đù hay vậy đúng rồi nhà hồi đó tôi có thằng em ở dưới quê á nó cũng xài cái đèn giống vậy nè nhưng mà nó dùng điện thoại mọi người nó bấm cái là đèn được bật luôn. Ừ, cũng dễ hù lắm á. Này là gì đây? Explorer Room à. Đêm nay là chơi hai game rồi mọi người. Tại game này nhanh thôi nha. Rồi mở. Trời ơi má ơi. Cái cảm giác mà nó dí mình như chó là đây nè. Gì đây? Trời ơi quá đáng thiệt luôn á. Đây nó chứ sao đóng cửa lại rồi nhà tắm tôi cũng có đóng cửa cho mọi người mình nhân nha rồi rồi hết go ghê vậy em đừng khao sinh là đừng bước vô à không tôi không có dạy đâu tôi nghi cái phòng đó lắm đó mọi người tôi nghi cái căn phòng đó lắm tôi hoài nghi lắm nha quay 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 bật lên cái căn phòng mà thì nó kêu cảnh báo rồi tôi thấy nghi nghi rồi ngôi nhà này có vẻ bình thường bây giờ hãy làm công việc trong cái list đầu tiên là phải kiểm tra hộp hộp thư à. Ok check mailbox tính ra không game này trên Steam là chấm 10 trên 10 đó mọi người ừ trên Steam là 10 trên 10 nha để nó mọi người biết nó hay cỡ nào á nên tôi phải trên mới mới được gì đây à, thông báo mất tích làm ơn đã giúp đỡ Kenko Sexton 25 tuổi chiều cao là 170 chân dài 5,9 gì ta gì đây gì vào ngày 23 tháng 9 năm 1984 ở công viên Selfoss mặc cái quần đen đội cái nón đen à anh ấy trong công việc nhà nếu có thông tin gì thì gọi lại cho tôi à anh chơi một sao nữa hello cool bởi vậy mấy em cứ vậy không bởi anh bị phờ lớp là vậy đó cái gì vậy cái gì vậy ôi à thì sẽ ra vậy đọc xong cái bản tin là tiện cái nhạc kinh dị nó lên lên rồi đến lúc phải trồng cây chết 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 sợ nha sao nữa lâu quá gặp hello em trời ơi má ơi
Rồi giờ đi tưới cây đúng không? Trời má, trời ơi, quần què gì vậy mọi người? Mở cái cửa đi, mở cửa cũng như cứt nữa. Rồi sao tưới thì sao? Tưới thì sao mọi người? Ai vậy? Trời tưới vậy hả? Trời ơi, mà mẹ ơi, trời tưới vậy hả? Giống như đi tè vậy á. Trời ơi, coi kìa. Anh kia nên tắt lọc comment đi nha. Sao? Anh đâu có lọc comment, anh đâu có bật cái lọc comment đâu em. Anh đâu có lọc comment đâu. Comment mọi người là anh luôn đón nhận. Chỉ có tấp tấp là chặn thôi. Nghe chưa? Rồi, tưới đi, tè đi. Rồi, coi cỏ nào nữa. Trời, mấy làm nhảy ghê quá mọi người. Thiệt luôn á, thấy ghê thiệt luôn á. Ê, tôi nghe tiếng bước chân. Tôi nghe tiếng bước chân mọi người. Ai đó? Thấy à, tiếng bước chân của tôi. Chắc của tôi á mọi người. Đi chạy đi. Nay sao? Nay ông anh thì đó giờ có thấy mặt đâu bởi. Giờ mới thấy mặt. Lượm rác đúng không? Dục rác à. Trời ơi, nái có dục rác kìa mọi người. Trời ơi, tôi chán bản thân tôi hơn gì nữa. Mở cửa chứ, sao đóng cửa? Rồi. Ui, what the fuck? Hết hồn cha. Anh làm tôi sợ đấy. Tôi là thám tử Risolino, Valentino, điều tra Piperu. Tôi cần hỏi anh vài câu hỏi. Chắc rồi, anh hỏi cái quần que gì? Hồi nãy hỏi của ông Willin cái vụ iPhone ấy. Để tôi kiếm thử có iPhone nào mà giá tốt không. Nhưng mà tôi thắc mắc cái vụ mà kết nối iPhone với máy tính đó nha. Không có chung hệ kết nối hay sao? Hello Diễm Xưa nha. Đây Report District Area Disappearing String nè. Ok, tôi để mua trước nè. Chưa có đổi gì hết trơn mà. Để nào có đi tôi nhắn nha. Đây ha, report rồi. Tức là có những cái báo cáo về những cái vụ lùm xùm ở đây, những cái mất tích, rồi những cái hiện tượng kỳ lạ chúng tôi đang điều tra. Vâng, tôi đã nghe. Mọi thứ ổn ở đây. Tôi đang dục rác. Anh cái gì đây? Anh chắc chứ? Rồi chúng tôi có lý do để tin rằng ở đây có rất nhiều gì đây? Có rất nhiều hàng xóm để mắt chỗ này. Và 100% chỉ là vứt rác, anh biết không? Được rồi, hãy luôn để ý chú ý tai mắt. Chúng ta cần phải vô việc. Tính không, nói chung là anh muốn tìm cái gì đó lâu dài thôi. Tại anh sợ lấy cái vụ màn xanh ấy, cái màn hình sọc ấy. Chế sẵn chơi mấy cái game như là cái gì mà mấy cái game gì mà bất chi ấy. Chơi bất chi ấy, đỉnh đảnh chơi. Of course you do. Cảm ơn thám tử. Ok, không có đề gì, hãy an toàn nhé. Rồi, làm sao? Ê, tôi có ý tưởng rồi mọi người. Thử ném mày coi. Ê! Ê, ông ơi! Mày! Xỉu chưa?
Trời ơi, trời thùng rác luôn ơi, thùng xốp luôn. Trời ơi, cái điệu này chắc vậy rồi. Comment bên trái nha. Hiện nay thì nói sớm đi. Trời ơi, không lỗi đúng không? Vụ gì? Em đang nói cái vụ gì vậy? Rồi tiếp. Trời ơi, rồi rồi thôi thôi thôi, rồi xong nha. Thế rồi cũng nghĩ ra được nữa. Thế cũng nghĩ ra được nữa mọi người. Rồi vô bé luôn đi. Trời thôi thôi. Ê, giết là xa ra xíu. Rồi xong. Ác đâu ác, chờ tôi thử thôi. Trời trời, ai ai vậy? Cái gì đó? Trời trời, ai ai ai? Ai vậy? Ai ai ai, ai tắt đèn vậy? Tôi nghe tiếng vỗ tay. Không mở đèn được. Ai vậy? Tới rồi. Đến công chuyện rồi mọi người. Rồi rồi rồi. Mọi người biết sao không? Tôi phải sầm lờ vậy á thì tôi mới đỡ sợ. Nhiều khi tôi nghiêm túc quá tên tôi đau lắm. Ừ, tôi phải như cái mồm tôi phải tí lia vô thì tôi mới đỡ sợ được. Trời ơi, má quần què ghê vậy. Rồi má lên lầu rồi, căng lắm đây. Theo như tôi đã gọi là lướt lướt qua, tôi lướt lướt tìm hiểu thì trên lầu rất là nguy hiểm. Không sao, hồi chờ nó anh có xài iPhone rồi nha. Và nó có xài iPhone 12 rồi, không sao đâu. Nói chung là các dòng điện thoại anh có trải qua hết rồi nên không có lạ đâu nha. Rồi giờ lên nha. Thiệt. Không, mày không 12 lâu rồi anh ơi. Lâu rồi. Rồi vỗ tay đi. Rồi lên. Má cái này chắc ăn cứt quá mọi người. Tự nhiên ngờ lắm á. Luôn hết open nè. Ê ê. Tôi không dám mở đâu mọi người. Trời còn treo nữa. Trời ơi, tôi sợ quá. Cái ba phòng vậy tôi thấy ghê, ghê sao á mọi người. Ôi. Sợ quá à, tôi không dám đi đâu. Tôi đang xài tham ba nè ông nội ơi. Không, tại vì thật ra anh muốn tới kiếm gì đó mà xài lâu dài thôi chứ. Cái anh không có muốn thay đổi nhiều. Tính anh xài cũng lâu rồi đó. Ồ. Có ai không? Đừng nhá. Ồ. Rồi. Có lẽ là do tôi mệt quá. Để tụi ăn thôi. Ôi. Sợ nha mọi người. Nói thiệt chứ chơi game tôi cứ đau tim không à. Là nãy cô anh coi clip bên kia rồi, coi nãy giờ rồi nên giờ mệt đúng không? Gì? Cái gì? Đặt cái này trên giường hả? Thiệt luôn. Ôi trời ơi. Giường nào? Giường nào? Lay on the bed à? Rồi. Coi phim đi. Trời ơi má, coi phim gì ghê vậy cha. Đổi kênh đi.
Rồi má, coi phim gì vậy? Nội mẹ ơi. Rồi má, cứ sợ sợ đó mọi người. Đấy, what? Trời ơi, ai vậy? Get up, cứ dậy đi. Đó là cái gì? Sợ quá mọi người, anh em cho tôi cái gì đi. Anh em cho tôi một chút động viên đi. Làm sao tôi có thể đi được? Trời ơi, cho tôi nghe nói gì tôi mở cửa coi. Sợ quá mọi người, tè dầm luôn ấy. Thanh ơi, Thảo ơi, mọi người cả rồi. Sợ quá. Khỏi hỏi gì trời là chú xưa. Trời ơi, trời ơi, đéo đùa đâu, cửa sập rồi. Ôi mẹ. People want spoil ngon, chuyện gì xảy ra vậy? Hả? À, cái gì đó? Mọi người, Quay ô, ai vậy? Rồi ai mới mở cửa sổ? Ôi ơi, trời má, tôi đau tim quá. Trời ơi, làm sao? Trời, cứ vỗ tay hoài ta. Rồi tôi phải làm sao đây? Phía vô quá xua ngon. Tuyệt rồi, có gì đâu. Cái gì vậy? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ê, ê, ê. Con vịt đó. Sao vậy? Trời ơi, Thanh ơi, anh sợ ơi, Ly, tại sao? Ôi, ôi, chạy, chạy đường ngheo, khóa cửa rồi, chạy. Trời ơi, chạy đi, nhảy cửa sổ, chạy. Ôi mẹ ơi, nó đéo sát rồi, cái gì vậy? Tôi phải đi xa ngàn tốt. Chạy. Ôi mẹ ơi, ngồi dí không? À, tôi cứ chạy tới khi tôi tới được cái đồn cảnh sát. À, trong lúc điều tra thì những cái gì ta, cái gì The Authority, cái người ủy quyền đã tìm ra cái xác đã chết của Marco đúng không, trong căn nhà. À, điều đó có nghĩa là những gì còn lại của Maxim đã được tìm thấy trong cái đám, trong bãi rác outside his house. À, vậy là cái xác nó bị gói vô hóa đảo rồi đó. Rồi hàng xóm Savo biến mất dưới gì ta. À, nói chung là những người gần nó cũng đi luôn.
Không có dấu hiệu gì của sinh nhật. Tôi hy vọng bạn rồi chuyển game mọi người. Thang maskim mà lấy tên mình vô game luôn hả? Rồi thôi chuyển game rồi mọi người.